Vâng, xin chào các bạn nha. Hôm nay là buổi tối ngày 18 tháng 7. Mình sẽ review cho các bạn cái mạch lọc DC nó sẽ như thế nào ha các bạn. Thì mạch lọc DC là trên màn hình của các bạn nè. Nó có công suất là 6 kW. Mình tháo trong biến tầng LS5K8 ra, nhưng mà nó cấu tạo nó gì nè các bạn. Điện mặt trời vào là B cộng nè, solar B cộng với solar N trừ ha. Thì hai cọc này á nó có đi qua cái tiếp địa là ba cái con tụ song song có chỉ số là 103, bên đây cũng ba con tụ ha. Còn con NTC là có ba con NTC là để chống xét đó, là có sẵn rồi nè. Cho nên là mình lắp biến tầng này mình không cần phải chống xét ở ngoài chi, trong này nó có ba con chống xét rồi. Rồi hai cái cực này nó có mắc song song một cái tụ 3.3 275V. Thì mình đang phân vân cái vụ là PV này á, nó cho vô là 308 mà sao cái tụ này nó chỉ có cái áp chịu đựng nó là 275. Mình đang phân vân ở đây nè. Rồi nó quấn qua một cái lõi xuyến ha. Lõi xuyến này có đường kính ngoài là 4 phân rưỡi, 4,5 cm. Rồi dây đồng của nó là dây đồng 2 ly chập làm 3. Nó quấn mỗi một bên như vậy là khoảng 11 vòng. Bên đây cũng 11 vòng. Rồi xuống tới đây thì nó là cái điểm nối tiếp giữa cái cuộn dưới thôi. Rồi nó qua hai cái con là hai con lọc nó xuống tiếp địa nè. Hai cái con nhỏ này nó có chỉ số là 3 số 2 222. Rồi xuống thêm cái cuộn lọc y gan gì nữa, cũng là chập 3 nữa. Rồi xuống đây thôi, xuống đây là nó vô inverter nè. Ở dưới đây nó có thêm một cái tụ lọc cũng là 3.3 275 ha. Tụ này cũng nói chung cũng khó kiếm ha. Tụ này khó kiếm nè. Thường là ví dụ như 334 thì nó là 0.33, còn 3.3 này là nó tới số 335. 335 cái tụ bi này khó kiếm mà. 334 là dễ tiếp kiếm mà 335 khó kiếm. Rồi đó là cuộn lọc DC này nha các bạn. Khi mà cùng mình lắp cái DC này nè vô cái đường dây năng lượng mặt trời vô trong cái biến tầng Saco nè, là cái camera hết nhiễu á. Chứng tỏ là cái hệ thống camera của mình khi mà mình lọc AC ga của cái Saco này, AC ga thì nó vẫn bớt nhiễu thôi chứ nó không hết hoàn toàn. Nó vẫn còn là gợn trên cái màn hình camera. Nhưng mà khi mình lắp cái lọc DC này vô nè là trên camera nó bình thường lại luôn. Nó cho nên là cái bộ lọc AC nó không giải quyết hết triệt để. Mà chính là cái lọc này nè là nó giải quyết triệt để cho cái nhiễu camera trên những cái biến tầng loại này ha, loại như Saco nè. Mà cái con Saco giờ mình nó hư đường PV rồi, mình ngắt PV mình không cho chạy nữa. Là ban ngày nó sạc điện lưới. Điện lưới được bù từ cái con DJ nè. DJ này điện ngày ban ngày dư nó bù vô sạc pin. Rồi ban đêm mình mới xả ra. Sạc 8 tiếng. Sạc dòng 20A thôi. Rồi xả ra 16 tiếng. Xả 16 tiếng thì mình xả lên quanh khoảng 10 mấy ampe, 10 ampe trở lại à. Ví dụ như con Saco giờ này nó đang xả 118W nè. Thì cái quạt nó ngưng chạy nè, nó đủ độ mát nó ngưng chạy đó. Đó. Thì
bộ pin trong ngày nó sạc được khoảng 80% đó, giờ nó xả ra, xả khoảng chừng 4 giờ chiều, khoảng 4 giờ chiều lần cho nó xả rồi, nó đang xả 6 chấm mấy ampe nè, cho nên cái bộ pin của mình nó mát lắm, nó không có nóng, nè, đang 29 độ nè, pin mình sạc xả không có nóng, nói chung là xài nhẹ vậy đi cho nó bền cái bộ pin, chứ pin mua đâu bảo hành đâu, mua về tới mình kiểm tra mở thùng ra là rồi đó, không có bảo hành gì hết. Rồi giờ mình sẽ review cái lọc AC nha các bạn. Còn đây là cái mạch lọc AC out, AC out có công suất cũng 6 kW này. Thì cấu tạo nó mình thấy y gan như mạch lọc DC thôi à. Bên đây là đường inverter in nè, là nó từ cái biến tần ra đó. Rồi nó cũng qua cái tụ 3.3 nữa nè. 3.3 ha. 275V. 3.3 microfarad. Rồi. Đầu này thì không có cái tụ lọc xung cao. Tới đầu này. Đầu này nó cũng qua giữa hai cái cuộn này á, là nó có thêm một cái tụ 3.3 nữa, cũng 275V điện áp nữa. Và cái dây đồng này là dây đồng 3 ly, mỗi bên quấn 11 vòng. Đó, thì mình thấy nó cấu tạo nó cũng y như cái bên kia thôi à. Đó, nó hai tầng vậy đó. Còn cái tụ bi màu xanh này là 103. Còn cái đường kính của cái lõi này coi nhiêu. Đường kính của lõi này là to nha các bạn. Đường kính của cái lõi xuyến này là to nè. Nó tới 5,5. Cái lõi 5,5, cái kia 4,5. Cái lọc DC 4,5, còn cái này là 5,5. Dây đồng cũng to hơn nữa, dây đồng của nó là 3 ly. Rồi. Rồi qua đằng sau này thì nó có thêm hai cái tụ 103 mắc về cái tiếp địa nữa. Còn còn hai cái relay này là một cặp nè. Một cặp này là nó đưa cái chân U vô nè. U là của điện lưới dây pha của Nhật đó. Đây. Ha, dây pha vô nè, đây qua đây nè. Thì nó sử dụng hai gờ le nó đóng cùng lúc để làm chi các bạn, để nó chia cái thứ nhất là nó chia dòng điện qua, nó chia hai con này nó chia dòng điện qua. Cái thứ hai nữa là nó phòng ngừa là có một con hư thì con kia nó sẽ làm việc cho cái con này ha. Đó, cho nên là mình thấy bốn cái gờ le vậy chứ nó mở có hai đường à. Còn cái đường O này là đường trung tính nè. Giờ mình cũng đang phân vân cái chỗ này nữa, là nếu mà hai dây pha dây V kép với dây U bên Nhật á, nếu là điện áp giữa hai dây pha của nó thì nó phải là 200V. Mà bây giờ cái lợi ích nó ra có 110 à. Bởi vì mình chưa biết chỗ này ha. Chỗ này là nó vô cái CT nè. Chưa dò chỗ CT ra làm sao nữa. Còn hai dây này là hai dây tín hiệu vô relay nè. Dây màu đỏ với màu xanh này nè là nó mở hai cái con relay nhỏ này nè. Để nó mở tín hiệu từ inverter. Inverter nó đi ra chỗ điện mình xài đó. Còn còn hai con này, con hòa lưới nè, là nó cũng khi mà hết năng lượng mặt trời đó thì trong inverter nó không có ha, thì nó đóng gờ le cho hai con này, nó cũng dẫn qua hai đường này luôn, là từ điện lưới vô, rồi nó cũng qua đầu này nè, qua mạch này nè, đi ra đầu ga nè. Như vậy là điện lưới mà muốn qua được tải thì thứ nhất là gờ le này phải đóng, và cái gờ le này cũng phải đóng thì mới qua được tải. Còn inverter
từ inverter mà đi ra tải thì chỉ có hai gờ le này đóng thôi, hai bốn gờ le này không cần đóng. Thì mình đang tháo cái ra, tháo cái mạch lọc này ra để mình tận dụng nó, để mình mở nguồn, mình mở nguồn sạc cho cái con Saco đó. Nghĩa là mình đưa cái điện 24V vô cái đây nè, vô gờ le này nè, để mình hẹn giờ sạc cho con Saco nó sạc bệnh đó. 8 giờ nó đóng cho điện lưới qua Saco để nó sạc ắc quy, và khoảng 15:30 đến 16 giờ là nó ngắt, là bắt đầu pin nó xả ra cho tải mình xài. Chứ mấy hôm nay là mình tắt mở bằng tay không à, cứ sáng chuẩn bị đi làm thì mình đóng lên cho nó sạc, rồi chiều đi làm về thì mình tắt. Gờ le này 24V nè, thì mình đang xem coi sử dụng cặp gờ le nào. Gờ le này thì nó hơi nhỏ nè, còn hai cặp gờ le này lớn nè. Nếu như điện lưới vô đây thì mình đóng gờ le này, đóng gờ le này, phải đóng thêm gờ le này nữa thì điện mới qua, còn không thì mình cho đóng hai gờ le này thôi, tại điện vô Saco mình sử dụng tải cũng nhỏ, thôi đóng hai gờ le này, điện lưới vô đây, rồi mình hẹn giờ cho đóng gờ le này cho điện nó đi qua trên con Saco đó. Hết giờ thì nó ngắt gờ le này thì con Saco nó sẽ xả quy ra. Rồi tạm thời hai gờ le này chưa xài, xài hai này trước đi, để nó qua được cái cuộn lọc luôn, điện AC vô qua cuộn lọc vô Saco sạc ắc quy. Như vậy về cơ bản thì mình thấy là cái bộ lọc này AC này với DC có cấu tạo là khác, không có khác nhau mấy nha các bạn, chỉ khác cái cuộn dây quấn thôi. Với bên kia thì ở giữa hai cuộn này nó không có cái tụ này đó. Thì bạn nào muốn làm cái mạch lọc này thì mình nghĩ mình mua được cái cuộn lõi xuyến này là dây đồng về mình quấn, rồi mình mua cái mạch đồng mà người ta bán loại lỗ sẵn đó, đục lỗ sẵn đó, rồi bạn về khoan, rồi bạn đi cái đường dây điện ở phía dưới giống như mạch in nè, thì mình cũng có thể làm được cái mạch lọc ha. Rồi chúc các bạn thành công.